Thưa quý vị, nhờ chương trình bò giống giúp người nghèo biên giới của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, bà con ở các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Long An từng bước ổn định cuộc sống có điều kiện dường lên thoát nghèo. Từ chương trình hỗ trợ bò giống, gia đình bà Lê Thị Bế ở xã Bình Hiệp thị xã Kiến Tường nhận được một con bò để chăn nuôi, áp dụng phương pháp sinh sản nhân tạo nên đã cho ra thêm một con bò giống khác. Công giới số tiền tích góp bà Bế mua thêm một con nữa và ba con bò này đang là nà tài sản để bà Bế an tâm dưỡng già cũng nhờ bất thứ sao cho có vốn mình dưỡng già mình nuôi từ hồi đó tới giờ cũng ví dụ như con nào đẻ ra thì thấy lớn mình bán mình lấy tiền mình săn sóc bệnh đau ăn uống còn nhiêu thì để dành nữa dưỡng già việc cho tặng bò giống cho hộ nghèo từ nhiều chương trình khác nhau trong những năm qua trên địa bàn tỉnh đã mang lại hiệu quả tích cực góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo qua động này không chỉ đơn thuần là trao phương tiện sinh kế cho hộ nghèo mà còn trao cả tấm lòng chia sẻ với những khó khăn của người nghèo trong cuộc sống.